Tử vi tuổi Tân Sửu 1961 tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Thưa quý vị, trong cuộc đua của 12 con giáp, Châu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Họ có rất nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Họ rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Trong cuộc sống, họ có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vận trình của những gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 11 âm lịch. Với mong muốn anh chị có thể nắm bắt được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc, đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro xảy ra. Trong tháng 11 âm lịch sắp tới, gia chủ tuổi Tân Sửu có gặp được may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt hay là gặp đen đủi, xui xẻo, đủ đường. Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh. Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết thông tin chi tiết cụ thể. Quan tháng 11 âm lịch năm 2020 canh Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ, khắc địa chi Tý dương thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm là phích lịch hỏa nên đặc biệt kỵ những tuổi như Canh Ngọ sinh năm 1990, Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tháng thuộc hành Mậu, khắc hành thổ. Đặc biệt là tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, Mậu Thân sinh năm 1968, Bính Thìn sinh năm 1976 thuộc hành thổ. Tháng Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và thân thành thủy cục. Xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ. Đối với những người tuổi Tân Sửu trong tháng 11 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 4 tháng 11, tức ngày 18 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Ất Mùi. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 11, tức ngày 30 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Kỷ Mùi. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 11 năm 2020, tức ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Kỷ Mùi. Đây là ba ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Khi mang theo bên mình, vật phẩm sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ. Đồng thời, vật phẩm còn giúp hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Sửu trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 11, tức ngày 23 tháng 12 dương lịch sẽ có nạp sát là ngày Canh Tý. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 11 năm 2020, tức ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021 dương lịch có nạp sát là Nhâm Tý, đồng quan tử vi tuổi Tân Sửu. Người tuổi Tân Sửu thường có tính cách hiền lành, nhân hậu và tốt bụng. Họ thích tham gia các hoạt động công tác xã hội, từ thiện và sẵn sàng giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Những người này rất coi trọng chữ tín, có trách nhiệm, luôn hoàn thành công việc của mình đúng thời hạn. Họ không hứa suông, nói những lời ngon ngọt, nịnh bợ bất kỳ ai, luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn, chính xác. Tuổi Sửu sẽ là người bạn trung thành và đáng tin cậy. Tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Tân Sửu cho thấy rằng mọi thứ đều ở mức ổn định,
là nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Tuy bạn không tìm được lối đi riêng cho mình trong tháng này, nhưng may mắn có quý nhân phù trợ nên mới đầu có chút chông gai, nhưng mọi chuyện sẽ dần dần ổn định. Khi ai cũng phải đối mặt với tình hình kinh tế khó khăn chung như hiện tại, thì vị trí hiện nay của quý gia chủ cũng được xem là điều đáng mừng. Tuy nhiên, bát bạch bay về Tây Bắc, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh không nên tham lam trong thời gian này. Việc nhạy bén trong làm ăn sẽ giúp quý gia chủ cải thiện tình hình tài chính, nhưng không có nghĩa là cứ cúi đầu đầu tư lớn thì lợi nhuận sẽ lớn lên. Trong tháng này, các gia chủ Tân Sửu sẽ cần chú ý ngày âm lịch 16 tháng 11, tức ngày 30 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Kỷ Mùi. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Về sự nghiệp, tử vi tháng 11 âm lịch, những gia chủ tuổi Tân Sửu sẽ cần cẩn trọng đường công danh, sự nghiệp. Nhất là các gia chủ đang theo đường quan vận càng cần chú trọng, cần để ý các mối quan hệ xung quanh, tránh xung đột, mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận của chính mình. Vận trình công danh, sự nghiệp tháng này của bản mệnh vẫn chưa tìm được hướng đột phá cho mình. Bạn vẫn đều đều với những công việc thường ngày, nửa hài lòng với cuộc sống hiện tại, nửa muốn thay đổi nhưng còn sợ hãi thất bại. Tuổi Tân Sửu sẽ gặp nhiều may mắn và có quý nhân trợ giúp trên con đường sự nghiệp. Những người hoạt động kinh doanh sẽ có cơ hội hợp tác nhiều với đối tác tốt, mở rộng thị trường. Người làm công tác tại các cơ quan sẽ lập được công lao, thăng tiến, được khen thưởng. Tuy nhiên, thiên hình hung tinh báo hiệu những tai họa bạn gặp phải trong thời điểm này đều có nguồn cơn do chính bản mệnh mà ra. Thiếu tinh thần làm việc thì tất nhiên hiệu quả công việc sẽ sụt giảm. Thiếu tập trung thì sẽ mắc phải sai sót. Nếu như những chú trâu không muốn bao nhiêu công sức của mình phấn đấu trước đó đổ sông, đổ bể thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình. Đừng để bản thân cứ trượt dài mãi trong sai lầm không lấy lại được phong độ ban đầu. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp tài lộc, những gia chủ tuổi Sửu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Minh quang pháp bảo là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, những trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu, tài lộc của tuổi Tân Sửu. Do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại dễ bị hao tài. Cơ hội tích lũy tiền bạc không cao, mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn. Có nhiều chuyện không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Hơn nữa bản mệnh thiếu sự chỉn chu trong khi làm việc nên khó mà có được thu nhập ổn định. Thậm chí còn có thể bị tiêu hại thêm vì phải bù đắp cho những sai lầm mà mình gây ra. Nếu là người làm kinh doanh ở thời điểm này, tinh thần làm việc đi xuống, thiếu sự tìm tòi, sáng tạo mà cứ mãi đi vào lối mòn nên khó mà có thể có được doanh thu như mong muốn, tiền bạc có phần hạn hẹp hơn rất nhiều. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền, hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện giờ thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà tuổi Tân Sửu cần phải đối mặt. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 cần mang bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân, tam giác khai vận, gỗ huyết long, tị, dậu, sửu, được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tình duyên, tuổi Tân Sửu đã dành phần lớn cuộc đời với người bạn đời của mình và đã trở thành một phần không thể tách rời của nhau. Sau đó, quý gia chủ không có khả năng tách ra cho đến khi chết. Nếu không muốn bị ràng buộc, có thể tìm thấy một người phù hợp để dành phần đời còn lại cho cuộc sống trong tháng này. Tháng 11 âm lịch, bạn sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn
và mất nhiều thời gian trong vòng luẩn quẩn đó. Bạn nên thư giãn và để bọn trẻ có cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con bạn noi theo. Bạn đã sống quá nhiều cuộc đời và biết cái gì tốt, cái gì không tốt cho con cái và cho chính bản thân. Khuyên gia chủ Tân Sửu trong tháng 11 âm lịch sử dụng pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt giúp vạn sự hanh thông, tốt lành, sức khỏe của tuổi Tân Sửu. Trong tháng 11 âm lịch, người tuổi Tân Sửu tâm tình rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn, không gặp ốm đau gì đáng lo ngại. Nhắc nhở tuổi Tân Sửu cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Có thể cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Có thể ở trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng khiến bạn không thể nghỉ ngơi. Đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng. Nên vậy, để tăng cường sức khỏe tinh thông, minh mẫn, những gia chủ tuổi Tân Sửu nên mang bên mình Minh Quang Pháp Bảo. Việc mang Minh Quang Pháp Bảo bên mình sẽ giúp quý anh chị khỏe mạnh và ổn định tinh thần, lạc quan, vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn vận trình tử vi của tuổi Tân Sửu trong tháng 11 âm lịch. Để may mắn, thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ tuổi Tân Sửu trong tháng 11 âm lịch.